về ắt sẽ thành công và hình ảnh Bát Mã là một trong những tác phẩm nghệ thuật mà được rất là nhiều anh chị em nhà mình ưa chuộng. Không chỉ là những anh chị em mà nhà mình tuổi ngọ, mà bên cạnh đó thì những bác kinh doanh buôn bán thì đều có thể sở hữu những tác phẩm Bát Mã. Và trong ngày hôm nay đây thì Đồ Gỗ Phạm Kính xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị em nhà mình, đó là một tác phẩm Bát Mã truy phong được bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Và với cái sản phẩm này thì có chiều cao là 42, chiều ngang tận là 1m40 và chiều sâu của sản phẩm là 18. Và với cái sản phẩm này thì được thợ bên em chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay, bởi những cái đôi bàn tay vô cùng khéo léo của những người nghệ nhân top 1 làng nghề. Và các chị em thì mình có thể nhìn thấy đây, với hình ảnh 8 chú ngựa thì với mỗi một chú ngựa thì là một cái hình dáng rất là rắn giỏi, khỏe khoắn. Và đây ạ, các bác nhà mình nhìn thấy thì những người chú ngựa này đây thì được thợ bên em chạm khắc từ những diện mặt này hay là cái dáng thế này thì luôn luôn nổi bật ra những cái đường cơ hay là đến cái dáng thế rất là đẹp luôn các bác nhà mình nhá. Và nếu anh chị em là nhà mình mà đang muốn sưu tầm một cái tác phẩm Bát Mã truy phong thì các bác nhà mình có thể là tham khảo cái video này của bên em. Và với cái sản phẩm này khi các bác nhà mình sở hữu thì em sẽ tặng kèm các anh chị em nhà mình một chiếc tỷ gỗ vuông có chiều cao là 14 các bác nhà mình nhá, để các bác nhà mình kê cái tác phẩm này lên thì nó sẽ mang lại đến một cái vẻ đẹp rất là sang trọng luôn ạ. Và sau khi xem video này, nếu mà hữu duyên thì các bác nhà mình có thể là kết bạn qua số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể là tham khảo thêm nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em nhà mình ạ.